Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Fan khủng long thì đương nhiên là không thể từ trên trời rơi xuống. Phải có một cơ duyên nào đó thì mới có thể biến những cô bé, cậu bé chúng ta trở thành những con người say mê vì yêu thích các động vật đã tuyệt chủng cách đây hàng chục triệu năm, chẳng còn lại gì ngoài mấy khúc xương để con người tìm hiểu và khám phá. Một điều gì đó đã khiến khủng long trở nên thú vị và hấp dẫn để chúng ta mải mê mà không hề cảm thấy nhàm chán. Đối với Dynoman, cơ duyên đó chính là bộ truyện Doraemon của tác giả Fujiko F. Fujio. Không chỉ có những mẩu chuyện nhỏ về khủng long, tác giả còn tạo nên một cuộc phiêu lưu về thế giới cổ đại vô cùng kỳ thú và gây cấn dưới cái tên Chú Khủng Long của Nobita. Bên cạnh nhóm bạn lớp 3E thì nhân vật ấn tượng nhất không đâu khác chính là Pisuke, chú khủng long trong ngoặc kép mà Nobita đã tìm thấy từ khi còn là một quả trứng, ấp nở, chăm sóc và bảo vệ. Xem xong chắc nhiều bạn cũng như tôi, chỉ muốn xách sẻng lên ngay và luôn để đi đào trứng khủng long. Vậy đã bao giờ bạn thắc mắc Pisuke thực chất là giống loài động vật nào thời tiền sử hay chưa, hay chỉ đơn giản là một sản phẩm tưởng tượng của tác giả? Ông có lấy nguồn cảm hứng từ đâu để tạo nên Pisuke hay không? Ngày hôm nay hãy cùng Mê Khủng Long TV trả lời những câu hỏi này nhé. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Truyện dài Chú Khủng Long của Nobita ra đời vào năm 1980 và từ đó đến nay đã giới thiệu đến nhiều thế hệ độc giả một thế giới cổ đại phi thường, nơi các loài khủng long vẫn đang tồn tại và thống trị trái đất nhưng có nguy cơ bị đe dọa bởi âm mưu của những kẻ đến từ tương lai. Thông qua cuộc phiêu lưu của mình, Nobita, Doraemon cùng nhóm bạn đã phá giải âm mưu đó, bảo vệ thành công thế giới cổ đại và cũng là bảo vệ người bạn đến từ quá khứ, Pisuke. Pisuke ra đời từ một quả trứng hóa thạch mà Nobita tìm thấy ở dãy núi sau trường. Sau đó thì cậu đã dùng bảo bối khăn trùng thời gian để khôi phục lại nguyên trạng của quả trứng trước khi ấp nở nó. Hóa ra bên trong quả trứng là một sinh vật thời tiền sử sống từ thời khủng long, nhưng đó có phải là khủng long hay không? Theo trang wiki tiếng Anh về chú khủng long của Nobita, bao gồm tập truyện dài cũng như hai bộ phim chuyển thể cùng tên công chiếu vào các năm 1980 và 2006, Pisuke được dựa trên nguyên mẫu là một giống loài có thật, Futabasaurus Suzuki. Tuy nhiên, đây không phải là khủng long, mà là một loài thân lăn cổ rắn từng được tìm thấy tại Nhật Bản. Ngoài ra, còn có một sự thật là Futabasaurus Suzuki chỉ được đặt danh pháp vào năm 2006, đúng năm công chiếu bản làm lại phim điện ảnh Chú Khủng Long của Nobita. Vậy tại sao nó lại trở thành nguồn cảm hứng để tác giả Fujiko F. Fujio tạo nên Pisuke được? Chúng ta hãy quay trở lại quá trình khám phá ra Futabasaurus Suzuki. Đó là vào năm 1968, tức năm Chiêu Hòa thứ 43 theo niên hiệu của Nhật Hoàng Đương Trị. Một cậu học sinh năm 2 cao trung ở Nhật, tương đương lớp 11 ở Việt Nam ngày nay tên là Tadashi Suzuki, đã tìm thấy một số răng cá mập hóa thạch tại hệ tầng Tamayama, thuộc loại địa tầng Futaba ở thành phố Iwaki, chỉ cách nhà người gì của Tadashi khoảng 300m. Tiếp tục tìm kiếm, Tadashi đã có một phát hiện phi thường, đó là bộ xương của một con thằn lằn cổ rắn, tiếng Nhật gọi là Suchoryu, tức thủ trường long. Tadashi nhanh chóng thông báo cho Bảo tàng Khoa học và Tự nhiên Quốc gia Nhật và cuộc khai quật tiếp diễn với sự tham gia của hai nhà khoa học là tiến sĩ Ikuo Obata và tiến sĩ Yoshikazu Hasegawa. Do hạn chế về kinh phí phải mất đến 4 năm họ mới khai quật được toàn bộ bộ xương của sinh vật cổ đại này với tổng chiều dài lên đến 6,5 mét. Đây là lần đầu tiên một bộ xương nguyên vẹn đến vậy của một sinh vật cổ đại thời khủng long được tìm thấy tại Nhật lên đến 70%. Sau phát hiện này thì tên tuổi của Tadashi Suzuki được báo chí và sách vở ở Nhật nhắc đến rất nhiều. Đó là thời điểm mà ngành cổ sinh vật học vẫn còn đang đi những bước chập chững ở Nhật Bản và không có nhiều chuyên gia thuộc ngành này. Việc một cậu học sinh mới 17 tuổi tìm thấy hóa thạch của một giống loài cổ đại lại còn là một bộ xương cực kỳ nguyên vẹn đã gây xôn xao suốt một thời gian dài. Về sau thì niềm đam mê của Tadashi Suzuki vẫn không dừng lại và cậu học sinh ngày nào đã trở thành một nhà cổ sinh vật học, công tác tại bảo tàng hóa thạch và thanh đá thành phố Iwaki cho đến khi nghỉ hưu. Năm nay Tadashi Suzuki đã 72 tuổi. Tác giả Fujiko F. Fujio vào năm 1968 đã bắt đầu sáng tác truyện tranh và sau đó một năm thì ông bắt đầu cho ra mắt những mẩu truyện Doraemon đầu tiên. Chính vì thế, sự kiện cậu học sinh 17 tuổi Tadashi Suzuki tìm thấy hóa thạch của một sinh vật cổ đại thời khủng long đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho ông để vào năm 1980 ông cho ra đời chú khủng long của Nobita. Chỉ có điều lúc đó mẫu vật mà Tadashi Suzuki tìm thấy chưa được đặt danh pháp khoa học. Trong các bản truyện đầu tiên chúng ta sẽ không thấy đề cập tới danh pháp khoa học Futabasaurus Suzuki. Suốt một thời gian dài thì họ chỉ dùng danh pháp không chính thức là Wallacesaurus Suzuki, theo tên của nhà cổ sinh vật học người Mỹ Samuel Wallace, người đã đến Nhật để nghiên cứu mẫu vật này, hoặc đơn giản gọi là rồng Futaba.
Danh pháp Futaba Sora Suzuki chỉ chính thức được công bố vào năm 2006 sau 38 năm nghiên cứu, và kể từ đó thì các bản dịch sau này cũng như bản điện ảnh năm 2006 đều đề cập Pisuke là thần lằn cổ rắn Futaba Sora Suzuki. Thật thú vị là trong truyện, Nobita là một cậu học sinh tìm thấy trứng của Pisuke, thì trong thực tế cũng một cậu học sinh đã tìm thấy hóa thạch của Futaba Sora Suzuki. Futaba Sora Suzuki vốn không phải khủng long mà là thần lằn cổ rắn. Tuy nhiên, quan niệm của đại chúng thời đó về khủng long thường bao gồm nhiều nhóm bò sát sống cùng thời khủng long, và ở Nhật cũng vậy. Thực chất thì danh pháp Futaba Sora cũng từng được đề xuất sử dụng cho một chi khủng long chân thú ở Nhật vào năm 1990. Tuy nhiên do không có nghiên cứu thích hợp nên đề xuất này bị bác bỏ, và do đó cái tên này hoàn toàn hợp lệ để đặt cho chi thần lằn cổ rắn được Tadashi Suzuki tìm thấy. Futaba Sora Suzuki có niên đại thuộc thế phân trắng muộn, sống cách đây khoảng 85 triệu năm trước. Các nhà khoa học ước tính khi còn sống thì Futaba Sora có thể dài từ 6 đến 9 mét, đồng thời xếp nó vào họ Elasmosauridae, dựa trên các đặc điểm như có một khoảng cách lớn giữa hốc mắt và lỗ mũi, xương giữa xương ngực và xương đòn hợp nhất với xương đòn, xương cánh tay tương đối dài và xương đùi tương đối mỏng. Futaba Sora cũng là loài thần lằn cổ rắn đầu tiên được tìm thấy tại Nhật Bản. Bên cạnh đó thì hóa thạch của Futaba Sora cũng được tìm thấy cùng với một số răng cá mập, cùng dấu hiệu cho thấy nó đã bị ăn xác thối bởi cá mập, có thể là Cretalemna, một chi cá mập phổ biến vào kỷ phân trắng. Futaba Sora về sau đã trở thành một biểu tượng ở Nhật cũng như tại thành phố Iwaki, nơi hóa thạch của nó được tìm thấy. Nó còn được sử dụng trong thiết kế linh vật của câu lạc bộ bóng đá Iwaki, và tạo hình của Futaba Sora trong thiết kế này rất giống tạo hình của Pisuke trong bộ truyện Doraemon của chúng ta. Do tập truyện đã ra đời vào năm 1980, thời mà kiến thức về khủng long cũng như động vật tiền sử vẫn còn nhiều thiếu sót, thế nên không thể tránh khỏi những điều chưa chuẩn so với khoa học ngày nay. Bên cạnh việc xem Pisuke như khủng long trong khi nó vốn là thần lằn cổ rắn, thì ngày nay chúng ta biết rằng thần lằn cổ rắn không đẻ trứng mà đẻ con. Do đó, việc Nobita tìm thấy trứng của Pisuke không khả thi. Điều này đã được chứng minh khi vào thập niên 1980, người ta đã tìm thấy hóa thạch của loài thần lằn cổ rắn Polycotylus latipinus, và đặc biệt hơn là họ đã tìm thấy hóa thạch của một bào thai duy nhất bên trong nó. Tại sao thần lằn cổ rắn lại đẻ con mà không đẻ trứng? Nguyên nhân là bởi thần lằn cổ rắn đã thích nghi quá tốt với việc sống hoàn toàn trong nước và chỉ ngoi lên mặt nước để thở. Chúng không thể thoải mái di chuyển lên bờ hoặc sống trên bờ với cấu tạo cơ thể như vậy. Dù hình ảnh thần lằn cổ rắn di chuyển và sống trên bờ khá phổ biến vào thời tác giả Fujiko F. Fujio, nhưng nghiên cứu sau này đã dần dần bác bỏ hình dung trên khi xác nhận xương chân chèo của thần lằn cổ rắn rất thiếu linh hoạt để có thể di chuyển trên cát. Vì không thể lên bờ và cũng không thể đẻ trứng ở trong nước, thần lằn cổ rắn chỉ có thể đẻ con. Một điểm chưa chuẩn nữa ở hình tượng Pisuke cũng như hình tượng thần lằn cổ rắn mà chúng ta thường thấy chính là cái cổ. Các nghiên cứu về cấu trúc xương cổ của thần lằn cổ rắn cho thấy chúng không đủ linh hoạt để tạo thành dáng cổ như của thiên nga. Chúng tiến hóa theo hướng dài ra để vươn tới con mồi, có thể bẻ ngang qua hai bên và ở một số loài có thể nâng lên hạ xuống theo chiều dọc một chút, chứ không thể giống như cổ của khủng long sauropod hay cổ của thiên nga. Tất nhiên, video này không nhằm xét lại kiến thức của người đã sáng tác ra bộ truyện cách đây hơn 40 năm. Kiến thức về khủng long cũng như động vật tiền sử luôn cập nhật và thay đổi liên tục. Điều được xem là chính xác ở năm trước chưa chắc đã còn chính xác ở năm sau. Hình tượng của Smenosaurus là một ví dụ. Dinoman chỉ hy vọng cung cấp cho mọi người những kiến thức cập nhật nhất về Futabasaurus nói riêng và thần lằn cổ rắn nói chung, đồng thời tri ân người đã khám phá Tadashi Suzuki cũng như tác giả Fujiko F. Fujio vì đã đưa chúng ta vào thế giới cổ đại phi thường và kỳ diệu. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.